chỉ với 2.800.000. 2.800.000 quý vị đã có chiếc âm ly Đờ Nông PMA 390 SE. PMA 390 SE. À, con này các bác về vệ sinh này, những cái điểm hơi mốc mốc này, vệ sinh này. Đấy. Những cái này thật ra là các bác vệ sinh được không, các bác rút ra, các bác sơn nó phụt cái là sáng ngay. Chính vì cái điểm này nên là nó còn 2.800.000, em giảm nó cả triệu cho các bác. Chứ nó toàn 38, 39 mấy. Các bác vừa rút thì ra, nó có thể sơn được. Mà em là không tuốt, không tát, không sơn xì gì cả. Và những cái này thì các bác sơn quá, bây giờ sơn quá đỉnh. Đeo qua quán sơn, người ta đang sơn cái gì bác, người ta sơn cho cái nhé. Chả mất nghìn nào. Chả bác lấy cho bác lấy sơn. 2.800.000 PMA 390 SE. Sau đây mời các bác đến, con này đánh hai cầu AB nhé, AB và A cộng B một lúc luôn này. Đấy. Đây, hai cầu phía sau đấy. Dưới còn cầu nữa này. À, em thì vẫn ghép với đôi loa Akai Bass 40 đây, Bass 40. Mời các bác. Em cắm thẳng điện thoại đi. Khi ấn cái nút này vào này là chỉnh ba chép không có tác dụng nhé, ấn vào đây cái là ba chép không có tác dụng này, này. Không có tác dụng gì nữa, đây là phải bỏ này ra. Mái tóc bồng mức giá 2.800.000, lời anh nói sẽ